Những hình ảnh này được ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 14 tháng 10 năm 2018 tại giao lộ đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân và đường Hoàng Văn Thái nối dài thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Vụ tai nạn đã khiến 5 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khi đó là khoảng 15 giờ 30 phút, tài xế tên Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe cấp cứu chở 5 người lưu thông trên đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân trên hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đưa người nhà và bệnh nhân của bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Lúc này, tài xế Thuận ngồi cùng với phụ xe ở hàng ghế trước, phía sau có 4 người gồm 2 người nhà, một bệnh nhân bị ung thư và một y tá. Khi qua giao lộ, xe cấp cứu bị ô tô Mazda 6 do ông Lê Văn Dũng, 46 tuổi, điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái nối dài, hướng đi Bà Nà, đâm vào hông xe ở vị trí bánh sau. Cú đâm cực mạnh khiến cả hai xe quay nhiều vòng, văng đến trụ đèn tín hiệu giao thông ở phía làn đường ngược lại. Y tá bị văng ra khỏi cửa kính vỡ phía sau xe cấp cứu, rơi xuống đường cách đó cả chục mét, chấn thương nặng phần đầu. Ngoài người phụ lái, 4 người còn lại trên xe cấp cứu cũng bị thương nặng. Tài xế xe Mazda là ông Dũng không bị thương, như túi khí bung ra và cài dây an toàn. Tài xế kia chạy, tôi chạy phụ. Rồi chạy vừa qua đây nè, là cái xe này lao từ bển qua, mình không có thấy xác định là đi bên trong hay là đi giữa. Là nghe một cái đùng cái là ngoài sao nó quay đầu xe lại. Đáng chú ý, cả ông Dũng và ông Phát đều khẳng định khi qua giao lộ, xe của các ông đều chấp hành tín hiệu đèn giao thông bật xanh. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực khó khăn, cảnh sát giao thông phải điều tiết phân làn cho xe qua lần lượt. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết sẽ trích xuất camera tại đây để làm rõ vụ việc.